không. Mến chào các bạn và các em. Hôm nay tiếp tục gửi tới các bạn và các em cái cách lắp ráp cái mạch điện điều khiển ở trong cái cuốn công nghệ 8 kết nối tri thức nha. Rồi, trong bài này chúng ta sẽ có một cái cách thực hành một cái mạch điều khiển dùng mô đun cảm biến nha. Đây là mô đun cảm biến nhiệt độ ha, và sử dụng cho điều khiển quạt ha. Đúng rồi nè, quạt. Rồi thì chúng ta thấy cái mạch này gồm những cái thiết bị sau ha. Thứ nhất là cái mô đun cảm biến nhiệt độ nè, hai là bộ nguồn 12V này, ở đây là cái quạt 12V này là công tắc và một số các dây dẫn. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu từng cái thiết bị một. Thì đây là cái mô đun cảm biến nhiệt độ nha. Mô đun cảm biến nhiệt độ có cái bảng hiển thị nhiệt độ nha. Rồi có các cái nút cài đặt nhiệt độ nha. Rồi đây là delay, có các cổng kết nối ha, cổng kết nối. Và theo như sách giáo khoa chúng ta thấy, chúng ta tìm hiểu ở trên sách giáo khoa chúng ta thấy các ký hiệu của cổng này nha. Chúng ta thấy ký hiệu của cổng bên ngoài cùng là chân ZND là chân âm của nguồn, ở chân tiếp theo là chân dương của nguồn là 12V này, và chân tiếp theo là hai chân tiếp theo là hai chân của công tắc ha, hai chân tiếp điểm nha, đóng mở K0 và K1 nha. Rồi đây là cái cảm biến nhiệt độ nha, cái đầu dò cảm biến cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ và nó sẽ báo cho mạch điều khiển biết nha, để mạch điều khiển xử lý. Rồi đây là cái ta xem qua cái mô đun cảm biến nhiệt độ. Rồi cái thứ hai là cái quạt đây ha, đây là cái quạt 12V nha. Rồi đó, cái quạt chúng ta dùng để kết nối với mô đun cảm biến nhiệt độ. Khi cái nhiệt độ tăng giảm như thế nào đó thì chúng ta sẽ kết nối thiết kế để cho nó quay ha, hoặc dừng lại cái quạt ha. Thứ ba, cái phần mà quan trọng nhất không thể thiếu đó là cái bộ nguồn nha, bộ nguồn ở nguồn 12V ha, có cái adapter luôn ha, adapter domino nha, kết hợp với nhau đó, người thấy ha. Cái linh kiện tiếp theo là đó là công tắc bật bên nha. Rồi, công tắc hai kênh, hai chân thôi, có hai chân thôi, công tắc đơn ha, bật tắt ha, dấu trừ là bật rồi. Chữ O là tắt ha. Rồi, hình dạng công tắc như thế này. Rồi, số dây cắm ha. Rồi bây giờ chúng ta xem cái sơ đồ nối dây của cái mạch điều khiển quạt điện ha, dùng cảm biến nhiệt độ nha. Bạn có thấy đây là cái bộ nguồn 12V nha, chân dương ha, nguồn dương 12V cho chạy qua công tắc và đầu ra công tắc. Chúng ta thấy nối vô cái chân 12V của cảm bộ module nha, cảm biến nhiệt độ, và nối vào cái công tắc K0, tiếp điểm K0 á ha. Chúng thấy nguồn dương 12V dương ha, còn nguồn âm thì chúng ta thấy nối vô cái chân ZND trong cái module cảm biến nhiệt độ, và đồng thời nối vào cái chân âm cái chân âm của cái quạt 12V. Còn lại một cái chân cắm là cái chân K1, chúng ta nối vào trong cái chân của quạt nha. Đó, đây nha. Đó, chân quạt chúng ta cắm vào chân K1 nha. Rồi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mà chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp ha. Lắp ráp mạch này và chúng ta sẽ cài đặt. Rồi bây giờ chúng ta cứ cố bụng của nguồn ha, ta để mặt như này. Rồi bây giờ đâu công tắc, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nối dây công tắc ha, hai cái đầu của công tắc đây, ta nối ha, hai sợi dây vô nha. Đó, hai dây vô hai công tắc nha. Dây công tắc thì thường thường là chúng ta qua dây dương nha, dây dương nguồn 12V nha. Rồi để chúng ta nối vô hai sợi dây ở đây. Rồi chúng ta lấy hai cọng dây ha, ở đây là dây chuyên dụng nha. Mà chúng ta thấy thực hành cũng dễ nữa, chúng ta có dây này càng tốt, nếu chúng ta không có chúng ta lấy dây điện ha. Mà dây điện thì chúng ta chuốt rồi chúng ta làm cái nó hơi khó khăn, mà nó mất này. Đây là dây chuyên dụng luôn, chúng ta chỉ cần cắm cho thôi nha. Rồi chúng ta tiến hành đấu hai dây công tắc. Đó, nếu chúng ta có mỏ hàng thì chúng ta hàng vô, còn nếu chúng ta không có mỏ hàng thì chúng ta kết nối như vậy ha. Rồi thấy nha, công tắc xong. Đó, hai đầu dây công tắc là như vậy.
Rồi tiếp theo chúng ta lấy một đoạn dây nha. Ừ. Nói chung với đoạn này à, của cái dây à, dây vàng à. Rồi chúng ta tiến hành chúng ta mở cái ốc này ra nè. Rồi, chúng ta vặn mở ra nha, chúng ta vặn lỏng ra à, hướng dẫn chi tiết cho có những cái lỗ chỗ này chúng ta cắm vô. Bây giờ hôm nay ta cục domino ha, domino. Rồi, cục này chúng ta nối dây của công tắc vô cái nguồn dương à, đầu này ha, xếp ốc lại. Rồi, chúng ta rất là tiện dụng ha. Đó, coi có chân cắm luôn à, ví dụ như các em mà có tháo ra nữa thì có những cái chân cắm thì chúng ta cắm vô ha. Còn mấy cái dây mà dạng rút dây đồng bình thường là nó dễ mất ha, ta nó dễ đứt. Rồi cái đầu dây này à, đây. Rồi đây là cái nguồn dây dài nè, chúng ta cũng nối vô nguồn âm. Rồi, hướng dẫn gì tí các bạn luôn nha. Trời nè.
cho nó đẹp ha. Cái quạt đây quay ok nha, quay tốt ha. Rồi sau khi mình lắp xong thì mình bố trí vậy, tạm thời vậy cho người ta thấy ha. Đó, định vị trong một phần nha. Rồi, rồi đây là cái chỗ nguồn cấp điện ha, đây công tắc. Rồi đây là cảm biến module cảm biến nhiệt độ, và đây là cái quạt ha, tôi quay ha để cho người ta cố định, để cho chúng ta kế dễ cài đặt nha. Nếu chúng ta có keo hay gì đó thì chúng ta có thể cố định ở đây để cho nó chắc hơn, nó đẹp hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn ha. Rồi bây giờ chúng ta cấp nguồn nha, cấp nguồn cho mạch hoạt động. Rồi khi chúng ta cấp nguồn thì chúng ta thấy cái module cảm biến này, cái hiển thị số của nó là nhiệt độ đang là 29,1 độ nhiệt độ phòng nha, nhiệt độ bình thường của mình nha. Bây giờ quạt chưa quay, bây giờ mình muốn cài đặt là khoảng chừng nhiệt độ cao hơn nhiệt độ này, ví dụ mình đặt 33 độ thì thời tiết nóng á thì quạt nó sẽ quay ha. Thì mình cài đặt như thế nào chúng ta xem nha, chúng ta làm cho đúng nha. Đầu tiên chúng ta nhấn cái nút này, nhấn xong thả ra, cái chất đây thì nhiệt độ đang cài đặt 33 độ nha. Đó, tôi bấm lại nha. Đó, bấm cài đặt là 33 độ là nhiệt độ cài đặt như vậy. Như vậy cái nhiệt độ của mình mà nó lên đến 34 độ, độ chênh lệch 1 độ á, thì quạt nó sẽ quay nha. Và để mình đặt được cái độ chênh lệch hay cái gì đó là tùy mình. Đây, hướng dẫn cho các bạn và các em xem cái này nha. Sau khi chúng ta nhấn nó chốt xong, chúng ta nhấn giữ. Lại nha. Nhấn giữ. Nhấn giữ thì chúng ta nhấn lần nữa thì nó ra cái nút chữ C. Cái chữ C. Chúng ta làm nó rất là nhạy ha. Chúng ta làm lại nha, nhấn giữ. Nhấn lần nữa thì nó ra chữ C rồi. Ở đây. Chữ C, nhấn ra nó ra chữ H là chế độ nóng. Chế độ nóng thì cái nhiệt độ mà nhỏ hơn cái nhiệt độ cài đặt là quạt nó quay. Cái nhiệt thì cái này gọi là cái nhiệt. Cái chế độ này ở chế độ là sưởi ấm hay là lòng ấp á. Nhiệt độ mà nhỏ hơn nhiệt độ bình thường thì cái tải á, cái tải của mình là dụ cái độ phát nhiệt á, cái bộ phát nhiệt thì nó sẽ quay nha. Bây giờ mình không theo cái yêu cầu của mình á, là cái nhiệt độ phòng của mình cái nhiệt độ mình cài đặt nó cao hơn cái nhiệt độ này, do mình sử dụng là cái quạt cho nên là nhiệt độ nó cao hơn nhiệt độ phòng của mình nha. Mình bấm là mình chọn chữ C. Chọn chữ C. Đó, chữ C là quạt công tắc. Chữ C vậy là nhiệt độ mình cài đặt cao hơn nhiệt độ phòng. Ví dụ ở đây là mình đồ cài đặt 33 độ thì quạt nó sẽ quay ha. Rồi, đó là chế độ B0 nha. Làm lại nha. Chế độ B0 nè. B0. Ok, lên B1. B1 là chế độ mình cài cái khoảng thời gian gọi là chênh lệch nha. Rồi, ví dụ như B1 rồi nhấn vô. Đây mình đang là trên đợt 1 độ, ví dụ mình đang đặt là 33 độ ngưỡng thì mình cài đặt. Không, B1. Giờ mình nhấn đây, mình cài đặt là ví dụ lên 34 độ thì quạt này sẽ quay. Mình muốn lên xuống gì đó thì mình tăng giảm gì đó thì mình bấm hai cái nút này còn lại nha. Theo ý của mình. Rồi ta xem cái mình sẽ làm cho quạt nó quay nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó lên 33 độ, mà độ chênh lệch mức chênh lệch 1 độ là 34 độ nó quay nha, đã nóng ha. Rồi mình lấy cái tay của mình, mình bóp vô cái đầu dò này. Đó mình thấy tăng lên. Đấy, ta thấy tăng lên, nhiệt độ cao lên này. Ví dụ nhiệt độ mình đang tăng lên đúng không? 31. Chúng ta thấy để ý ha. Hay là chúng ta lấy một cái gì phát nhiệt á, ta rồi cho nó nhìn. Mình ta thử vậy là được rồi. 32. 33. Đúng là 33 rồi, nhưng mà nãy mình do mình đặt cái độ chênh lệch nó là 34 độ quá ngưỡng. Quá ngưỡng 1 độ thì quạt sẽ quay là mát. Nha, mình cố gắng mình đợi chút xíu, nó tăng lên từ từ. Đó. 34 độ nó sẽ quay, bạn xem nha.
từ từ ha, chúng ta thấy từ ha. Rồi chúng ta chỉ nắm về là được rồi, những cơ bản về được rồi, chúng ta không cần đi sâu vào vấn đề cài đặt nữa. Đó, 38, 33, 38, 33, độ 8 và độ 9. Đó, chúng ta thấy ha. Như vậy là độ chênh lệch 1 độ, nghĩa là so với cài đặt là 33 độ ha, thì 1 độ thì là 34 độ hoặc sẽ quay. Nếu chúng ta muốn độ chênh lệch là 2 độ thì chúng ta cài đặt lại là 35 độ hoặc sẽ quay ha. Như vậy khi nhiệt chúng ta thả ra để cho nhiệt độ nó giảm xuống 33 độ ha, ngưỡng thì nó sẽ tắt. Đó, giảm lại nè, chúng ta thấy nè. Rồi, chúng ta thấy không? Đó, quay lại chế độ bình thường lại ha, là hoàn sẽ tắt. Đó, đây là chế độ rất là hay để chúng ta ứng dụng trong cái vấn đề là mát ha, là mát thôi. Đó, khi nhiệt độ cao thì nó sẽ quạt nó sẽ quay làm mát cho chúng ta. Hoặc là ở đây chúng ta gắn cái đèn vô thì đèn sẽ sáng, hay là tùy theo chúng ta thấy cái tải này chúng ta có thể thay đổi. Ứng với chương trình sách giáo khoa thì dùng cái quạt thì là cái quạt. Và sắp tới mình sẽ ra những cái video mà ha, để gắn những cái tải khác, ứng dụng khác nữa và chỉ hướng dẫn cho chúng ta cài đặt vô sâu hơn nữa nha. Cài đặt cái bộ cảm biến nhiệt độ này nó còn nhiều cái tính năng cài đặt nữa ha. Và đây chúng ta là cơ bản thôi. Đó, ha. Rồi cái video chia sẻ về cách hướng dẫn cái lắp cái mạch điều khiển dùng cái cảm biến nhiệt độ của bộ sách giáo khoa công nghệ 8 kết nối tri thức đến đây là kết thúc. Các bạn cần liên hệ hỗ trợ về cái cách đấu nối hay là mua hàng những cái mặt hàng, những cái bộ linh kiện này thì các bạn có thể liên hệ với liên hệ theo cái link mô tả bên dưới có số điện thoại để chúng ta nắm, và đây là kết nối cho bạn sẵn các cái bộ lắp ráp luôn và test luôn cho nó hoạt động tốt luôn nha. Rồi bộ combo luôn.